Hé lộ hình ảnh ca sĩ Kim Ngân lúc mới phát bệnh. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mới đây, trên một kênh giải trí đã đăng tải clip quay lại một talk show được ghi hình cách đây khoảng 20 năm với nhân vật chính là ca sĩ Kim Ngân. Thời điểm này, Kim Ngân đã phát bệnh và đi lang thang, sống không nhà không cửa. Tuy nhiên, do bệnh tình chỉ mới phát ra và tuổi chưa cao nên Kim Ngân vẫn còn khá tỉnh táo, bình tĩnh. Về ngoại hình, Kim Ngân vẫn còn rất xinh đẹp, giữ được những nét của thời thanh xuân. Làn da của cô vẫn mịn màng, chỉ hơi sạm do đi nắng nhiều, hàm răng chưa rụng. Vóc dáng Kim Ngân thon gọn, mảnh mai với chiều cao không khác gì một người mẫu. Nhờ đó, Kim Ngân mặc đồ rất đẹp. Về tính cách, Kim Ngân tỏ ra khá cười mở và hiền lành, không khép kín và thất thường, nổi điên, chửi bới vô cớ như hiện tại. Cô ăn nói khá nhẹ nhàng, lễ phép và nữ tính. Thậm chí Kim Ngân còn mạnh dạn nắm tay một người đàn ông đi trên phố để diễn một cảnh quay. Trong chương trình, Kim Ngân được cắt tóc, làm tóc trang điểm nên nhìn rất đẹp. Trên gương mặt cô vẫn ánh lên hào quang của một ca sĩ hàng đầu tại hải ngoại, từng khiến bao khán giả mê mẩn. Sau khi được trang điểm và làm tóc, Kim Ngân tham gia một buổi phỏng vấn nhỏ với MC. Cô tỏ ra khá tỉnh táo và nhớ được nhiều thứ. Khi MC hỏi về bạn bè, người thân, Kim Ngân đáp, Con còn nhớ anh Duy Cường, Duy Khiêm. Đặc biệt, Kim Ngân vẫn nhớ rõ tên ba đứa con của mình. Cô nói, Hai con gái con tên là James và Jamie. Con đặt tên hai đứa giống nhau. Còn con trai con là James Bond, đặt tên giống tài tử. Khi được hỏi xem có cần mọi người mua đồ cho con không, ánh mắt Kim Ngân sáng lên và nói, Dạ con cần, cần rất nhiều thứ cho cháu như DVD, điều này cho thấy kim ngân rất yêu thương các con của mình tiếp đó kim ngân được cho xem một bức hình chụp chung với nhiều nữ ca sĩ cùng thế hệ tại hải ngoại khi xem bức hình cô vẫn nhớ mặt và tên của các bạn bè đồng nghiệp như chi di phương trinh ngọc huệ ngọc anh linda trang đài không những vậy kim ngân còn biết tạo dáng và diễn trước ống kính để quay hình. Chứng kiến những hình ảnh này, nhiều khán giả không khỏi xót xa trước quá khứ và sự đổi thay quá nhiều của Kim Ngân ở thời điểm hiện tại. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe thông tin hé lộ hình ảnh ca sĩ Kim Ngân lúc mới phát bệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo